Rồi ok, sáng nay ngồi họp nha. Sao ca chống tay lên cà thôi. Chống tay lên họp. Để tay lên bà. Đó là một người phụ nữ quan trọng trong gia đình đấy chứ. Đấy, trời con đi sẵn sàng đó. Nói gì nói đi. Rồi. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay ba mẹ con ngồi. Trời đất ơi, có tìm đứa cháu ngồi cháu với cháu ngồi đây nữa. Hôm nay, nói chung là ngồi hôm nay để thông báo cho cả nhà một tin vui. Một cái tin rất là vui. Thì nói chung là nếu mà cả nhà mình có coi những cái bình luận dạo thời gian gần đây với lại xem video của gia đình Ngọc thời gian gần đây thì mọi người cũng ít nhiều đón được cũng ra câu chuyện. Thì thông báo với cả nhà, hôm nay là chính thức thông báo luôn. Tại vì thôi đầu tiên cho cả nhà coi cái này trước đi ha. Đó, đây là cái que thử thai. Thì hiện tại là Ngọc đã có thai thì cũng gần 4 tháng rồi cả nhà. Sao thời gian trôi qua lẹ quá. Thì cả gia đình mình cũng ai cũng biết hết trơn. Tại vì là biết sao không, khi mà Ngọc vừa về tới Việt Nam trong vòng một tuần đó, đó là lát lẽ cái ngày, những cái ngày đó là phải có con mình có kinh lại, nhưng mà không có, nên là cũng nghi nghi rồi. Rồi cái xong rồi cái chị Ngân nè mới mua giùm cho Ngọc cái que thử. Xong rồi cái Ngọc thử thì thấy hai vạch. Nhưng mà lúc đó cũng chưa có đi khám em bé. Cái ngày mà Ngọc đi khám em bé là cái ngày Hana mới vừa ra đời. Đúng rồi. Hana rồi, con. Là cái ngày đó chị Ngân chỉ nói thôi, đợi chừng nào mà Hana nó đẻ đó rồi cái đi xuống thăm chị á, rồi cái xuống dưới bác sĩ cho mình đi khám luôn. Đúng rồi. Khám luôn thì lúc đó là đúng là cái ngày mà trong danh sách đây nè, đây là cái sổ đây, sổ khám bệnh này có mẹ bầu nè. Là có cái ngày đầu tiên là siêu âm, là em bé đầu tiên á là siêu âm này cả nhà, là ngày 28 tháng 3. Đúng ngày Hana ra đời không? Đúng chưa? Nên là phải đây, phải có mặt nó ngồi đây. Cái ngày 28 là gia đình mình có được hai cái tin vui luôn đó nhà. Thì cái ngày 28 tháng 3 đó là Ngọc đi khám á, thì là mình đã được 6 tuần rồi cả nhà. 6 tuần. Đó, rồi cái bắt đầu đi khám xong cái là chạy đi lên báo cho mẹ biết. Là được 6 tuần. Thì cái bắt đầu cái bác sĩ tiếp tục hẹn tiếp, cái bắt đầu mình đi 9 tuần mình đi tiếp, cái 12 tuần mình đi tiếp, là bữa giờ đi được 3 lần rồi. Cái là hồi mà cách đây mấy tuần trước là mới đi đo xong độ mờ vai gái của 12 tuần. Ha. À, rồi á hả. Đó, tin vui cũng nói vậy thôi. Cả nhà mình công nhận hay nha mẹ. Hay á, không biết làm sao. Biết. Tại vì đi chơi á thì không thấy Ngọc chơi những cái hoạt động nào hết trơn. Chứ thường thường là mấy cái đó là Ngọc bay vô, Ngọc xà vô, Ngọc xả thân hết trơn. Còn cái này là đi chơi, đi bơi, đi tắm, đi đồ này kia, nọ là Ngọc không có chơi gì hết trơn. Đi Đà Lạt cũng không có chơi gì, đi vòng vòng không à. Ai cũng đoán được hết trơn, công nhận rất là hay luôn. Thì một cái tin rất là vui cả nhà. À, ba chay cũng biết rồi. Mà còn là bé trai bé gái thì chưa ai biết là bé trai hay bé gái. À, để coi cái kỳ này là bé gái hay bé trai nha cả nhà. cái tin vui của gia đình mình á thì cũng là cái tin vui của rất là nhiều ông bà cô chú anh chị em. Thường thường á thì con mình á quay video lên để đăng lên cho ông bà cô chú coi, thì mình cũng đọc comment bình luận của cả nhà mình thì cũng nhiều người cứ kêu Ngọc ơi chay lớn rồi, cho chay em bé đi Ngọc ơi, rồi hả bây giờ mà Ngọc cho chay em bé thì hả mình biết rất là nhiều cô chú anh chị em chúc mừng nhiều dữ lắm luôn á. Thì hôm nay thì mình biết sau cái video này thì cũng có nhiều cô chú anh chị em chúc mừng, thì mình thay mặt gia đình đại diện cảm ơn rất rất là nhiều cô chú anh chị em ở trong kênh đã chúc mừng cho gia đình mình ha. cái bởi vì mọi người thấy dạo này Ngọc đưa ra video có ngày ra có ngày không ha. Rồi cái thai kỳ này thì nó không có khỏe như thai kỳ của chay. Ngày xưa mà lúc con có bầu chay á, mày nhớ mình không làm, con nói đi mẹ làm suốt luôn, con làm suốt từ sáng cho tới chiều mà con không có mệt mỏi, con mới ngán, con không có gì hết trơn, con tự nghĩ là hai tuần trước khi sinh là tự động con nghĩ chứ không phải con mệt lần nghĩ nữa. Đó, mà sau cái thai kỳ này thấy nó hơi mệt hơn là cái ăn chay. Nên là hả cứ ngủ hoài, trưa là cái bắt đầu ăn, sáng dậy xong ăn cái 12 giờ 1 giờ trưa bắt đầu buồn ngủ. Ngủ bắt đầu ngủ cho tới 3-4-5 giờ chiều cái dậy. Đó, cái ngủ hết thời gian luôn rồi, cái là cũng không có thời gian để đi đâu, để làm gì, để quay video. Nên là nó cứ như video nó cứ bị hập hửi. Là có ngày không. Mà mệt mỏi rồi ăn uống thì mẹ thấy đó. Thay em bé kỳ này á cả nhà, thì mình thấy con á là
rất là muốn ăn, nhớ tới món ăn nào cũng thèm, cũng muốn ăn hết, nhưng mà mình thấy con mua về ăn không có ngon, ăn không có được nhiều, nên là em bé là chưa có ăn ngon đó. Giờ giờ bắt đầu rồi, thở cũng thở, bắt đầu thở mệt mỏi, làm gì cũng mệt hết trơn, đi đâu cũng mệt rồi vậy đó. Nhưng mà mẹ thấy là con cũng giống mẹ. Hồi xưa mẹ có bầu, mẹ bảo mẹ rất là khỏe, không có gì hết. Nhưng đó đến chừng mà mẹ có bầu con á, mẹ đi từ chợ Thành Triệu của mình ha, mẹ ra tới nhà ông ngoại là mẹ phải ngồi nghỉ. Tại vì mẹ đi chút xíu là lùng bùng lỗ tay nha. Đi chút xíu là lùng bùng lỗ tay là mẹ phải ngồi. Mẹ phải ngồi nghỉ. Cái mấy chị em mà cô chú lớn á nói là lúc đó là mình đi là em bé thở, cho nên mình ở ngoài mình mệt đó, mẹ đi là mẹ đúng phải là... phải ngồi nghỉ nó mới hết bùng lỗ tai được. Tính ra là còn được ưa thấy hết cả nhà. Còn được ưa thấy luôn á. Năm nay là nhà Ngân, nhưng mà đúng ra nhà Ngân sẽ có hai con rồng. Con rồng này nó đầu năm, còn con rồng thì nó sẽ cuối năm. Mà đi cuối năm, cũng mà cuối năm luôn đó. Nên từ giờ, từ đầu năm cho tới cuối năm mình vui hết trơn. Không có nhà nào buồn hết trơn á nha. Đó, nên là hả, kỳ này là cũng may mắn rồi, biết sao mẹ. Về Việt Nam mà mang thai ở Việt Nam thì nó dễ, là cái dễ cho con cái chuyện ăn uống. Đúng rồi ha, nếu như mà cái sự lựa chọn ăn uống, nếu như mà không có cái là ăn uống nó cũng khó khăn, tại vì cái ăn này nó cũng không có ngon như dừng chay á. Đó nên là nó làm cái sự khó khăn cho ăn uống rồi. Mà nếu câu luôn lên là hên là chuyến này về Việt Nam là muốn gì là cứ lên ráp bút cái đó, mà nhiều lúc coi hoài thấy cái gì cũng ngán. Rồi cái chuyến đi mà chơi mau đáp sao cả nhà, là Ngọc không biết cái chuyến đó là sao mà Ngọc cũng ăn uống không được luôn. Ngọc quay cho cả nhà coi vậy, chứ còn mà ăn hả là Ngọc biết á, là phải ráng ăn mà hên nhạt, ráng nhét vô ăn mà không ổn. Chứ còn toàn là không có bị ói nhưng ăn không ngon, toàn là nhét vô ăn, không nhét vô ăn, uống nuốt xuống để cho nó no cái bụng, mà hên là không ói ra, chứ còn không là ăn không có ngon lành gì hết trơn. Tới giờ cũng ăn chưa ngon lành gì hết trơn. Không biết chừng nào nó cái này nó có cảm giác là nó qua khỏi hay là nó cứ dày hoài. Năm mẹ nghĩ là chắc khoảng là hơn 5 tháng sắp lên á là ăn mới ngon lại ngăn hả. Đó là cái video ngày hôm nay về để cho chay thông báo. Tại vì cả nhà biết cái tính cách con chay rồi. Giấu một cái bí mật này là khó lắm. Không, không có giấu như nó được, cái bí mật gì trời, nó giấu từ bữa giờ nó ráng giấu đó. Mà trong video con bà cô chú cũng rất là tinh ý, con bà cô chú thấy là nó hung cái bụng của Ngọc nè. Tinh ý không? Tinh ý, rất là tinh ý. Rồi nhìn cái sắc mặt của Ngọc, cái nhà diện mạo rồi này kia thay đổi, mình nó mệt mỏi rồi, nó khác lạ như bình thường á. Đó là ông bà cô chú biết. Cái kỳ dự sinh này á là cũng gần giờ là với kỳ dự sinh của cái tháng mà sinh nhật chay luôn ông bà cô chú. Rồi không biết là hình như em Ngọc nghĩ là trước đó, trước sinh nhật chay, nên là hả cái vấn đề ở đây á là chưa biết nó vô ngày nào. Tại vì ngày xưa là Ngọc sinh mổ, thì sinh mổ là thường thường là cái ngày mình tiến vào mang bầu thì mang bầu đúng 40 tuần, mà sinh mổ thì bác sĩ khuyên mình nên mổ 2 tuần trước cái ngày dự sinh. Dự sinh đó nên là mình phải nghiên cứu cái chuyện đó nữa. Và hồi bữa Ngọc có nói là mẹ với ba với anh chay dầu gì về trước á. Hôm qua tiếng tám cũng nói với con á, cái này cũng hay mẹ. Tiếng tám nói này hay. Chúng ta nói tại sao con không có mua vé Việt Nam Airlines, con bay thẳng một cái tới Mỹ luôn cho con khỏe. Mà con đi vì 2-3 chặng chi cho nó tốn 20-30 tiếng. Mà có không? Có cái chuyến máy bay đi về mình thẳng luôn không? Để con ăn sức cô đó. Con nói là đi vô kêu tránh nó rước con ở đó mấy ngày, rồi cái con mua vé máy bay con bay về chi cho con khỏe. Thấy vậy biết không? Nhưng mà nó đỡ bay cực hơn như là cái kia. Đúng rồi, để cái đó mình tính sao hả? Để cái đó coi sao. Mà bây giờ đi đâu nha? Đi đâu máy bay là phải đem theo mấy vé này hết trơn. Hồi bữa là đi Đà Lạt á, là lúc mà đi về á là cái bạn đó bạn hỏi ủa chị mình có mang thai rồi không chị, cái nói có mang thai, cái nói chị có đem giấy gì không, nói không biết, không có đem giấy. Chị nói lần chị đó nói là lần sau là chị đi chị phải đem giấy theo. Tại vì biết sao chị thật thà chứ mình không biết chị con mình thi là trai. Vậy hả? Là tại mình thai thôi. Tại vì thật thà. Tự nhiên chị hỏi nó ủa nào giờ bữa giờ đi máy bay đâu ai hỏi đâu, đâu ai hỏi rồi chị có mang thai rồi gì không, sao tự nhiên chị này hỏi thì chị hỏi mình trả lời thôi. Cái chị nói lần sau chị nhớ đem giấy, nên là từ giờ về sau nếu mà mình bay đi đâu là mình phải đem giấy theo nè, giấy tờ rồi này kia theo để cho người ta coi ấy, người ta ghi vô bay mà. Lần sau này con về á là không cần phải mang theo cái gì hết trơn, chỉ hở một cái vỏ vài bộ đồ của con là được rồi. Thì đó, còn cái vỏ sách như là vậy thôi, còn không cái gì ba mẹ cứ mang gì trước. Đúng rồi.
vui chứ ngọt. Tính ra ba đứa trước tại nhà, Sình sẽ sinh năm 2016 nè, tới Chay 2017 nè, Ly 2018, là ba đứa nó gần gần nhau. Giờ hai đứa này nó cùng một năm, nhưng tới đầu năm tới cuối năm đó. Biết đứa nào khôn không biết. Không biết cái đầu hái đuôi em biết. Tươi là chị, tươi là chị. Nghe là vậy, vậy mai mốt là hả, đứa cái đầu đứa cái đuôi là y như mẹ Ngọc với bà Bảo vậy đó. À, đứa cái đầu đứa cái đuôi hai chị em làm ăn. Đố mình tin mình nữa, thằng là chị nói cho nghe nha. Chị đó, cái đó là bắt buộc chị rồi. Chị cái khi mà đứa bé này sinh ra là phải kêu, lớn nó kêu chị á, nó dễ hơn cả nhà lặng Chay kêu. Mặc dù là mình biết á là bắt buộc là Chay phải kêu Hana bằng chị. Cái đó là cái đúng với là cái truyền thống với là những cái gì mà của Việt Nam mình từ nào giờ. Mà đối với Chay á thì nó lại là khác. Nó hơi là nó kiểu chưa có thể chấp nhận được là kêu một em bé sơ sinh bằng chị. Nên là bây giờ là mình chỉ có uống nắng mình ấy từ từ thôi. Rồi cái mình ấy cho nó hiểu. Bữa nó nói với bộ à nữa, nó nói this is so weird. Nó nói là cái này sao kỳ cục, bây giờ tự nhiên nó kêu em bé bằng chị. Nên mình mới giải thích rồi, tại vì ba bảo là anh của mẹ. Rồi mình nói vậy sơ qua thôi, chứ còn bây giờ nói gì nó hiểu giờ. Cũng khó chấp nhận lắm. Khó. Là Vân Anh với Vinh Sình á. Vân Anh 14 tuổi mà ba em, còn Sình là mới có 6 tuổi nha chị và anh. Rồi kêu sao? Kêu sao? Nó cứ dễ kêu chị với Vân Anh không. À. Mà dạy nó cỡ nào cũng nói, nhưng mà chị nó bự lắm, không thể nào kêu về em được. À, còn Vân Anh kêu Vinh Sình bằng gì? Anh Vân Anh thì nó lớn, Vân Anh nó lớn à, nhưng mà nó kêu bằng anh luôn. Anh Vân Sình mà Vân Sình thì sợ quá. Chị Vân Anh đó, chị Vân Anh chở em đi chơi. Chị là hai đứa với anh với chị đó, bây giờ, không, chừng nào, ví dụ như chừng nào mà nó lớn thiệt lớn anh thì em nghĩ là nó sẽ khác. Còn bây giờ này nó hơi bị gấn cấn là hả, chưa chấp nhận được cái sự thật. Nhưng mà cái đứa sau này nè sẽ dễ kêu Hana. Chị Chi yêu, chị Chi giờ bây giờ mình không có chi muốn đâu. Giờ mình có vấn đề Hana, chị muốn là em trai em gái chị Hana hả? Chị muốn em trai em gái chị không muốn gì. Ngồi ngủ rồi mà cũng đúng rồi, ngủ rồi không phải không, nó cứ vậy đó. Rồi tối hôm qua là mình đi xuống Biên Hòa để mình rút thăm trúng thưởng đó, xong cái câu chuyện rất là vui này rồi. Thì là mình hôm qua mình đi xuống bàn chúc công chúc thưởng là mình chúc mừng một cái chị ở tiếp tục ở Thủ Đức. À, chị ở Thủ Đức chị trúng mình chị mừng quá trời mừng. Rồi là chiều hôm nay là mình sẽ có một cái lịch là mình đi trao quà rút thăm trúng thưởng thì chị cái chiếc điện thoại iPhone 15. Rồi sáng nay là chị Ngân có chuyển khoản hết cho mấy chị. Chưa, chị chưa qua làm việc xong luôn, sáng giờ luôn buôn khách cậu quá trời luôn. Nhưng mà trong sáng nay là chị sẽ giải quyết hết. Phải giải quyết hết. Rồi cái trao quà cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều trong những cái tháng vừa qua đã ủng hộ những cái sản phẩm bên Ngọc, nhờ đặc biệt là cái sản phẩm Nhị Hoa Nghệ Tây này nè đó, và cả nhà ủng hộ rất là nhiều. Rồi những cái feedback của khách hàng mang tới cho khi mà Ngọc livestream á, nó cực kỳ là nó hỗ trợ cho cái công việc của Ngọc rất là nhiều. Tại vì khách hàng mình uống xong sử dụng xong rồi để lại phản hồi như là Ngọc ơi chị uống chị ngủ ngon lắm, chị uống chị thấy chị đỡ bị đau nhức đầu, chứ ngày xưa chị đứt nhức đầu đó, mỗi lần nhức cái chị phải uống viên thuốc nhức đầu. Rồi huyết áp của chị được ổn định, rồi chồng của chị bị tiểu đường á, lúc nào 20 năm rồi là cũng gọi là uống thuốc tiểu đường 20 năm mà lúc nào cũng 150, từ ngày uống mua 1 gram vừa qua uống thử xuống còn 140. Tối hôm qua chị vô chị nói nữa đó, chị thì coi không. Ô, lát này chị xoài lên lít danh sách những chị phản hồi nhiều lắm luôn á. Nhiều, tối hoài nhiều. Cho live stream á, rồi phản hồi nhiều, rồi khách đặt nhiều, không thể nào đọc hết cái phản hồi. Đó, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bởi vì cả nhà mình mà nếu mà có muốn thử sử dụng Nhị Hoa Nghệ Tây Ngọc có 2 size, 1 gram và 2 gram, mình chưa uống bao giờ, mình mua 1 gram mình uống thử trước. Cứ ngâm nước ra mỗi ngày uống như chi chan chay gia đình Ngọc vậy nè. Đó, nước nóng cũng được, nước lạnh cũng được, nước thường cũng được. Hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình đầu tiên là nó ngon và nó sâu hơn nè. Rồi mình bị cao huyết áp, tiểu đường mỡ trong máu, phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt mình đau bụng kinh nhiều, mình bị đau bao tử và mình bị uống lâu dài nó đẹp cho da mình nữa. Mọi người có thể lên Google mình ghi là công dụng của Nhị Hoa Nghệ Tây thì mình sẽ thấy được những cái công dụng của nó. Đó rất là tuyệt vời. Rồi cái xong rồi cái mình bây giờ là chờ anh Chay ăn sáng nè, chờ anh Chay học piano xong nè, rồi chờ cô giáo tới dạy cho nó đọc chữ và học toán xong nè, rồi bắt đầu là mình sẽ đi sớm đi mình lên trao mua vấn đề đúng thường trao đó. Rồi chiều nay là mình có hẹn với anh Bobby để mình đi ăn nữa. Anh Bobby tự nhiên nay anh hẹn cho mình đi ăn. À, rất là vui luôn, một ngày rất là gọi là full day luôn đó. Nên là hôm nay là mẹ nấu ăn cái gì mẹ cũng nấu hết thôi. Đúng rồi. Nó nấu nhiều, buổi chiều mình hôm nay là mình có cái công việc mình đi ở ngoài hơi nhiều. Đó, một chút video chia sẻ với cả nhà mình. Hy vọng là cả nhà mình vui cho Ngọc và tiếp tục ủng hộ những cái dự án sắp tới, cũng như là tiếp tục ủng hộ những cái video mà gia đình quay mang tới cho cả nhà mỗi ngày ha. Trời đất ơi, hết hồn luôn á. Thì Quỳnh, giờ hai anh em Ngọc bắt đầu đi ăn sáng cả nhà ơi.
cái quán này là mới luôn, lần đầu tiên hai anh em ăn. Bà chị ở đây bà thuê cái nhà mình ở ngoài này thì giờ bà mở bán ăn sáng cho vui. Ngay chỗ này nó là bánh canh tôm, nghe cũng lạ, món không biết của Ngọc á, là Ngọc nghĩ là nó là bánh canh bột sắt á, bà nghĩ sao? Không biết nữa. Ngọc nghĩ nó đặc chưa á. Chưa hiểu mà cái cảm nó như thế nào. Mà hình như là có những cái món mà ăn của Bình Định được nữa. Thôi coi sao. Mình ăn thử coi. Dạ. Ai ăn ủng hộ? Dạ dạ. Ăn ủng hộ bánh canh, làm bánh canh ăn được kìa. Cái gì? Ở trong ở ngoài bảo. Ở ngoài đi. Dạ dạ, em chào anh. Bánh canh chả tôm hả anh? Vậy cho em hai tô bánh canh chả tôm đi. Ờ, bánh canh chả tôm đi cho lạ. Một tô, một tô không hành nha anh nha. Dạ bác. Đăng ký ráp rồi chưa? Chưa. Đăng ký. Ổn định đăng ký ráp rồi. Sáng sửa. Thì anh chị này thuê để vừa ở vừa mở ra bán kinh doanh. Ủa cái này trứng này để ăn luộc ăn chưa? Không biết, không biết. Rồi hè thì ấy còn khi vô học thì bán thêm cho học sinh. Bán gì? Bán thêm cho học sinh, bán cái đồ ăn vặt, những cái đồ cho học sinh thì ấy, tại vì cái trường ở đây mà mình đây quá trời trường luôn mà. Chiều học sinh đi về, đi ngang, đi bộ về. Không, cái này không phải bánh canh ấy, giống như dạng bánh canh. Cái này bánh canh bột lọc. Bột lọc vậy. Bánh chả tôm. Nghe này là chả rồi. Bình Định. Ông còn nghĩ là tôm tôm bầm. Không, chả, bốt, tôm, bốt thành. Chị này thì bán đồ 39k nè cả nhà. Quá trời đồ chơi luôn, chơi luôn ra đây nè. Ai bún hả? Bún cái này bún. Wow, bánh canh chả tôm. Bún không đi, để bún đi. Có lẹ. Có rau gì không? Dạ. Rất là thơm mùi chả tôm luôn. Cái đồ ăn không hành nhìn nó không có nhìn hấp dẫn. Nhìn hơi buồn. Không hành là nhìn hơi buồn. Nghĩa là cái nước này nó quay ra. Nóng vô đi. Thùng nóng dữ à. Nước nóng ghê à. Nấu dạng bánh canh. Rất là nóng luôn á. Nóng hơn tất cả những cái phở mà từ hồi nào giờ là Ngọc ăn luôn á. Không, bánh canh cực kỳ nấu á, nấu nước á. Ừ. Mời cả nhà. Quan trọng cái vị. Vị nước lèo. Cái vị nó thanh 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 mùi tôm á bảo ơi. Nè nè. Ngọt như cái chả tôm rồi. Ok không? Ừ, chả tôm. Chả tôm thơm mùi tiêu nè. Rồi cái vị nó vừa phải. Nó giống như là ví dụ như mình nấu canh mà có mùi tôm vậy á. Cái này mà mới mốt anh chị ở đây mà bán ổn định mà có ráp có đồ á, em bữa nào em ăn lại em quay lại cho mọi người coi rồi giới thiệu sẵn thôi, giới thiệu giùm cho anh chị luôn. Múc lát luôn hả? Ừ. Ráp, anh chị cô chú nào ở Gò Vấp và thử muốn thử bánh canh chả tôm mình định thử thì mình có thể múc ráp ăn thử. Thì giờ cái này là cũng anh chị cô chú mình thuê nhà mình thì mình cũng giúp đỡ bằng những cái việc chia sẻ thông tin thôi. Thì người ta bán được à, mình cũng vui. Này rau nè. Có rau á, có đồ găm. Giá. Bỏ miếng giá nó cay vô. Thôi mang vậy thôi. Lạ lắm, gì mới dùng nít nữa. Ừ. Sao cả nhà con? Xe cộ chạy tới lui tới luôn. Bài bà, bán ba bánh bà ơi. Bán bánh chú. Bán thêm bánh giò. Dạ dạ dạ. Đồ của Bình Định, nước mắm. Ở đây có bán nước mắm Bình Định nữa. Có không? Không phải chị kia không? Không, ở đây nè. Mắm của Bình Định. Ăn thử cho ba thử. Hả? Ba thử ngon chưa? Không thì nước mắm, thấy nước mắm chai á. Mắm là mắm gì rồi, Bình Định. Chiều mới đem ra hay sao? 27.000 tô tạc đất xăm. 0.5 ra nó
bự á. Ờ nó rộng á, nó rộng á. Cái gì rộng. Cái bọt này nó bị giá trơn. Ủa trong nó có cái hẻm không bảo? Ờ nhà của cô này ở bên đằng sau á, chừa cái hẻm đi vào mặt tiền trước cho thuê. Việt Nam là sáng ra đủ thứ đồ ăn. Muốn gì là có đó, cái nước ngon á. Nước hút hoài được hoài á. Bánh gì cũng có hết. Bà ơi, cái này là bà nấu hả? Con dâu nó nấu. À con dâu bà nấu, dạ. Rồi chỉ đâu rồi bà? Đó bên đây nó họp ở trên lớp bé giảng thôi, mấy cái bé. Ồ, chỉ làm cô giáo hả bà? Đó. Chỉ làm cô giáo hả bà? Không, không phải cô giáo nhưng mà nó cũng có gì hết đó. Dạ. Cái phụ huynh học sinh hay gì vậy? Cái hội phụ huynh học sinh quá. Rồi, ok, bảo nè. À, thấy không? Có cái câu có hành mình đẹp ghê không? Lý. Không hành nhỉnh gì. Buồn. Ông chồng làm kỹ sư bên xây dựng, bên kiểm định xây dựng đó chứ mà giờ đây đến ừ. Cũng đâu làm đây? Dạ, bếp luôn. Ít á. Lặt lắm. Rồi ok. Mới mở cả nhà nên là thành ra sẽ té hả? Ừ, sẽ té. Thầy phải cho miếng nước mắm nó bơi. Đó. Rồi ok, dứt. Ủa, này bún hả Bảo? Bún. Ồ, cái có hai loại, một loại bánh canh, một loại bún. Em cảm ơn anh. Cái này nước sâm mình tặng hả anh? Nước sâm tặng. Cho em xin cái ống hút nha. Dạ. Dạ. Này là gì? Đậu ván. Đậu ván, thôi cho em đậu ván là được rồi. Wow, lâu quá không muốn lại với nước đậu ván này. Lâu lắm rồi, nước đậu ván này cũng tốt lắm á. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, lịch sự quá, bỏ vô cái ly đồ đàng hoàng. Có lịch sự. À, cô chú mọi người nha. Nước ngọt ha, nước ngọt. Này nấu theo cái kiểu của miền Trung á. Ừ, kiểu thanh 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 của miền Trung á, giống như bún cá cũng thanh, thấy không? Nó giả dai giòn giòn quết á, quết dừa. Em giờ này mỗi bữa giờ em lên đang lên quết nên là thành ra hả ớn ớn vào cái vụ hải sản hải đồ đồ bò lắm mọi người. Đang tập lại ăn thanh đạo. Ủa sao con biết mẹ đây à? How did you know? Hả Cần yêu? Sao Cần yêu biết mẹ đây Cần yêu? Không biết nữa, đi với bà hả? À. Chào ông bà cô chú chưa? Chào ông bà cô chú. Trời. Nói vừa, hồi nãy mẹ lên video mẹ vừa nói với ông bà cô chú là mẹ có em bé rồi. Đâu ngàn bà, đâu ngàn. Mẹ chưa ăn. Ăn đi này. Oh really? À, đi ra ngoài đường. Có người chỉ quẹo đường này. Ủa ai chị? Có người chỉ quẹo đường này đây, hai cha con quẹo đường này. Remember the place next to the cái trứng nó luộc chưa mà tự nhiên. Được rồi á, không phải được rồi. Đây bác bảo con chưa nha. Từ từ. Được rồi. Coi thử. Ủa bảo. Rồi, chứ chưa luộc ai để tiền chị. Được rồi. Dạ. Nó khỏe, thấy trứng phải ăn. Đây nè, nấu cho ông bà cô chú nghe coi con có em con có vui không? Dạ có. Rồi con sẽ làm một người chị như thế nào? Tốt. Đúng rồi. Trời. Mẹ. Daddy, I just make the video telling everyone that I'm pregnant. Oh, really? That is so awesome. I'm so happy that you're sharing it with all our fans and our family and everybody. I'm truly happy that, you know, we're going to have another bundle of joy coming into our life. Yeah, chồng Ngọc anh nói là anh vui khi mà Ngọc công bố cho cả nhà mình biết, rồi anh cũng rất là vui khi mà gia đình mình có thêm tin vui. What team are you? Team boy or girl? Jay nó hỏi là ba ở đội nào, đội con trai hay đội con gái?
là ý là bé trai hay bé gái á. Thôi ông bà cô chú coi là bữa nay lột trứng là coi rành rành nhẹ không, bây giờ đi đâu cũng đem theo em cách nắp trong bà cô chú. Em bự, em kia bự quá không đem à? Không mà ba không cho con đem. Ờ đúng rồi, nó đem chi cho lết hết vậy. Dạ được rồi, dạ em cảm ơn anh. Dạ. Nước sâm cái đó, nước sâm cái này nước đậu ván nè. Chú lịch sự, chú mời con nước uống phải không? Sweet, JD. Đó là nước sâm á con. Ở nước nước này ở đây nó rất là phổ biến, Việt Nam mình uống nước này cho mát. À cái này nó gọi là cái nước là mát quá trời mát á. Có biết nước đó không? Mát quá trời mát. Mẹ cũng làm hết trứng rồi. Vợ giờ mẹ ăn chầm đỏ là con ăn chầm trắng đúng không? Dạ. Vô. Ngon không? Ngon. Con xuống còn chưa gặp mẹ ăn phải không? Dạ. Mẹ ăn đi đâu rồi mẹ? Làm. Làm ở bên nào? Ủa làm bên nào tự biết thì hỏi. Bây giờ còn hỏi nữa. Ở bên... ở bên gì mẹ? Ở bên nhà kia hả? Ừ. Tại sao hồi bữa mẹ ngon không làm, rồi không mẹ ngon làm? Hồi bữa là em bé còn nhỏ. Giờ em bé lớn rồi. Giờ anh hai con Sừng hả? Ừ. Em bé giờ lớn rồi. Rồi anh hai nữa. Anh hai có nhà không? Không. Không, mình như anh hai đi diễn văn nghệ rồi. Ba Ly cũng đi diễn văn nghệ, đi lên hát bài Người Thầy Phận Lần Lè hay đi. Mẹ hôm nay con... Mẹ hôm nay con có đi học đàn không? Có. Đàn rồi còn học cô giáo tới. Cô giáo tới đọc sách với lại đọc piano rồi ấy nữa. Dạ 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 được rồi cô, được rồi cô, con khó nè cô. Bạn về. Con chào ba con về. Thôi lướt qua nhanh như một cơn gió đi. Lê gọi đầu thảo dược 49k nè cả nhà. Cả nhà có gọi đầu thảo dược tới Lê Đức Thọ gọi đầu nha cả nhà. Bánh bèo nè. Bữa giờ không có ăn à. Bữa giờ ngán ngán quá không ăn cái gì đó. Chú chiên luôn á. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích cái video clip này. Và Ngọc sẽ hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video clip tiếp theo nha. Bye bye.